Hôm nay mình sẽ đi thả bé chuột trở về thiên nhiên, môi trường sống của bé chuột nha các bạn. Ở đây mình sẽ thả đúng môi trường của bé luôn, dưới chân cầu là có ống cống nè, có đồ ăn cho bé nè, có nước nè. Chuột cống nó dễ sống mà tự nhiên lắm, mà nó mà sinh sản là không kiểm soát được rồi ra dịch bệnh tùm lum. Nhưng mà cũng có chuột cống như vậy, nó cũng kiểm soát được mấy cái bệnh tật của con người. Như con người ăn bỏ mứa, đồ ăn rác thải ra ngoài thiên nhiên á, thì chuột nó sẽ ăn mấy cái đó, nó cũng hạn chế được tạo ra vi khuẩn.